Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thanh Hóa Ngày Mới của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Những nội dung chính trong chương trình sáng nay 28 tháng 10. Tập trung khai thác thị trường khách MICE những tháng cuối năm. Mặc dù chính quyền các cấp, đặc biệt là ngành văn hóa rất quan tâm đến việc giữ gìn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, song đến nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn còn hàng trăm di tích xuống cấp trầm trọng. Người dân cần nâng cao cảnh giác khi tham gia phường hội. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai của cả nước năm 2022. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, cả nước có tổng diện tích tự nhiên 33.134.482 ha. Số liệu thống kê diện tích đất đai năm 2022 được sử dụng thống nhất trong cả nước và được thường xuyên kiểm tra, rà soát để cập nhật, chỉnh lý biến động vào kết quả thống kê đất đai năm 2023. Việc thống kê diện tích đất đai được thực hiện và báo cáo trên phần mềm thống kê kiểm kê đất đai của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo việc công khai và cung cấp kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2022 của địa phương cho các tổ chức cá nhân để sử dụng thống nhất theo quy định. Thời điểm này, các doanh nghiệp, trang trại, hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang tích cực tái đàn, tăng đàn gia súc gia cầm để cung ứng cho thị trường cuối năm. Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y, hiện toàn tỉnh có tổng đàn gia cầm khoảng 25 triệu con, đàn lợn khoảng 1,3 triệu con và đàn trâu bò khoảng 450.000 con. Vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi có thể tăng thêm từ 10 đến 30% so với ngày thường. Từ những tín hiệu của thị trường, dự báo nguồn cung thịt gia súc gia cầm trong những tháng cuối năm sẽ không thiếu. Một tín hiệu tốt trong thời gian qua đó là giá lợn hơi gia cầm đã bình ổn trở lại. Trong khi đó, giá thức ăn có xu hướng giảm nên người chăn nuôi có thể yên tâm tăng đàn tái đàn. Tuy nhiên, để hạn chế rủi ro trong sản xuất, ngành nông nghiệp đã khuyến cáo người chăn nuôi cần theo sát diễn biến của thị trường, dự báo đúng khả năng tiêu thụ để xác định quy mô tái đàn, tăng đàn phù hợp, đảm bảo hiệu quả sản xuất tốt nhất. Huyện Hoàng Hóa hiện có hơn 2.800 ha nuôi trồng thủy sản. Huyện đang tích cực thực hiện các giải pháp đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản theo hướng thâm canh. Để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị nuôi trồng thủy sản, huyện Hoàng Hóa đã tập trung phát triển mô hình nuôi tôm siêu thâm canh trong nhà lưới với diện tích hơn 300 hectare ở các xã như Hoàng Yến, Hoàng Lưu, Hoàng Châu, Hoàng Phong. Mỗi hectare tôm nuôi theo mô hình siêu thâm canh trong nhà lưới từ 3 vụ trở lên sẽ đạt năng suất từ 120 đến 150 tấn, cho thu nhập tăng gấp 4 đến 5 lần so với nuôi thâm canh thông thường. 3 tháng cuối năm 2023, huyện Hoàng Hóa sẽ nâng diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh trong nhà lưới lên 310 hectare. Đồng thời, đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai, xây dựng vùng sản xuất quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, hữu cơ. Thời gian gần đây, không ít lô hàng sầu riêng của Việt Nam bị nước nhập khẩu trả về do vi phạm kiểm dịch thực vật. Điều này đã gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp, ảnh hưởng đến uy tín của nông sản Việt Nam, đồng thời cũng đặt ra các thách thức lớn trong quản lý mã số vùng trồng. Hiện trạng sản xuất sầu riêng của Việt Nam còn manh mún nhỏ lẻ, chưa có các vùng nguyên liệu rộng lớn. Trình độ kỹ thuật canh tác của nông dân còn thiếu và yếu cả về tư duy sản xuất hàng hóa chuyên nghiệp theo quy định của nước nhập khẩu cũng như kỹ thuật canh tác. Nông dân cũng đang thiếu thông tin của thị trường về yêu cầu của sản phẩm, yêu cầu kỹ thuật theo quy định nhập khẩu. Bên cạnh đó, hiện nay chưa có cơ sở dữ liệu chung giữa các tỉnh trong vùng chuyên canh cây sầu riêng nói chung về thông tin sản phẩm như giống sầu riêng, loại sản phẩm cung cấp ra thị trường, sản lượng bao nhiêu, thời gian thu hoạch cụ thể. Chính vì vậy, các nhà sản xuất là người dân, hợp tác xã ở các địa phương không thể biết để sản xuất hay mở rộng diện tích nhằm cung ứng phù hợp với nhu cầu thị trường. Dự án xây dựng hạ tầng khu A, khu công nghiệp Bắc Bỉm Sơn, giai đoạn 2 đang được triển khai thực hiện trên địa bàn huyện Hà Trung với quy mô gần 50 ha. Đến nay, đa số các hộ dân đã đồng thuận bàn giao đất. Tuy nhiên, vẫn còn một số hộ dân không chấp hành quyết định thu hồi đất, chưa nhận tiền, chưa bàn giao đất, nên buộc huyện Hà Trung phải xây dựng kế hoạch cưỡng chế. Phục vụ dự án hạ tầng khu A, khu công nghiệp Bắc Bỉm Sơn, huyện Hà Trung phải giải phóng mặt bằng đối với 216 hộ và một tổ chức. Hiện tại, huyện đã phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư đợt đầu đối với 36 hộ gia đình, đơn vị. Đến nay, do được tuyên truyền vận động, được giải quyết đầy đủ các chế độ chính sách theo quy định, đồng thời hiểu được lợi ích to lớn mà dự án mang lại cho địa phương, nên đã có 32 hộ gia đình, đơn vị đồng ý nhận tiền bàn giao đất.
Nói chung là cái giá trị của cái dự án này mang lại cho người dân rất tốt. Chúng tôi cũng là một người dân thì cũng đồng ý để bàn giao đất cho Ban Giải phóng Mặt bằng và Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hội đồng Giải phóng Mặt bằng của huyện và Đảng ủy Ủy ban xã Hà Long đã nhiều lần ra gặp gỡ hộ gia đình để tổ chức tuyên truyền vận động để thực hiện dự án. Nhưng mà đến thời điểm này thì 4 hộ vẫn chưa đồng ý tổ chức thực hiện, chủ yếu là về cái đơn giá bồi thường giải phóng mặt bằng. Mặc dù đã được tuyên truyền vận động nhiều lần, được chi trả đầy đủ chế độ chính sách, nhưng hiện nay vẫn còn 4 hộ gia đình không chấp hành quyết định thu hồi đất, chưa nhận tiền, chưa bàn giao gần 1,2 hectare đất cho nhà nước, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án của chủ đầu tư. Nếu không giải phóng được cái diện tích này thì nó như là một diện tích trôi đỗ, cho nên rất khó trong công tác đầu tư, san lấp mặt bằng và thực hiện giao thông cũng như phòng cháy chữa cháy. Theo Ủy ban dân huyện Hà Trung, 4 hộ dân không chấp hành quyết định thu hồi đất là do thắc mắc về đơn giá đền bù nên không nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng, không bàn giao đất. Với 4 hộ này, huyện đã xây dựng phương án cưỡng chế thu hồi đất. Thời gian cưỡng chế dự kiến được thực hiện trong ngày 31 tháng 10 để đảm bảo bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư thực hiện dự án. Chúng tôi vẫn tiếp tục là chỉ đạo các ủy ban xã rồi các phòng ban liên quan, hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng tiếp tục là tuyên truyền vận động các hộ để các hộ đồng thuận để nhận tiền bàn giao mặt bằng theo quy định. Trường hợp nếu các hộ vẫn cố tình không nhận thì ủy ban huyện sẽ phải tổ chức cưỡng chế để thực hiện cái quyết định thu hồi đất. Việc huyện Hà Trung xây dựng và chuẩn bị thực hiện phương án cưỡng chế là giải pháp không mong muốn. Tuy nhiên, đây là việc làm cần thiết để đảm bảo tiến độ công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án quan trọng có tác động lớn đến sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Với hệ thống giao thông thuận tiện, cơ sở vật chất đáp ứng tốt nhu cầu của dòng khách MICE, du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, nên các cơ sở lưu trú từ 3 đến 5 sao tại Thanh Hóa vẫn thu hút khách. MICE là loại hình du lịch không bị chi phối bởi yếu tố mùa vụ, số lượng khách đông, thời gian lưu trú dài ngày cũng đang hứa hẹn mang tới nguồn doanh thu cao cho ngành du lịch Thanh Hóa những tháng cuối năm. Với hạ tầng giao thông phát triển, thuận lợi, các dự án, cơ sở lưu trú quy mô lớn đi vào hoạt động, Thanh Hóa đang hội tụ mọi điều kiện để phục vụ dòng khách MICE chất lượng lên đến hàng nghìn khách cùng một thời điểm. Theo thông lệ, tháng 11 và tháng 12 là thời gian nước rút để các đơn vị lớn có đủ khả năng đáp ứng dòng khách MICE như FLC Sầm Sơn, Mường Thanh, Central, Melia Vinber, Hải Tiến, Resort, tập trung kéo doanh thu lượt khách cho năm 2023. Với chúng tôi, khách MICE đem lại nguồn thu rất lớn. Vì vậy, việc đưa ra các chính sách là vô cùng quan trọng. Cùng với chương trình giảm giá phòng 35%, chúng tôi sẽ có những chương trình dành riêng cho khách hàng đối tác, khách MICE trong những tháng cuối năm như tặng voucher, giảm giá dịch vụ âm thanh, ánh sáng, hội trường, tổ chức sự kiện, chỉ khoảng 800.000 một khách. Chúng tôi có rất nhiều gói để kích cầu. Nhất là khách MICE thì chúng tôi có nhiều gói khuyến mãi về set up âm thanh ánh sáng, chúng tôi khuyến mãi và hỗ trợ. Và bên cạnh đó thì để tiếp cận được khách hàng địa phương, chúng tôi có những cái thực đơn đổi mới, những món ăn địa phương phù hợp và những gói từ bình dân cho tới cao cấp. Theo đánh giá Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, lượng khách từ du lịch MICE có thể đạt tới 30% tổng lượng khách trong năm 2023 và mang đến giá trị doanh thu cao gấp 6 lần các loại hình du lịch khác. Song đây cũng là loại hình du lịch đòi hỏi mức độ cao về sự chuyên nghiệp, tính kết nối, chọn lọc các điểm đến, trải nghiệm. Các doanh nghiệp lữ hành cho biết, dòng khách MICE đến Thanh Hóa hiện mới chỉ tập trung khai thác ở khu vực thành phố hay khu du lịch biển Sầm Sơn, một số ít ở Hải Tiến. Nhiều du khách muốn trải nghiệm loại hình này tại các khu du lịch khác nhưng vẫn chưa có đủ năng lực đáp ứng. Hướng đưa khách MICE lên vùng núi thì có đông là trăn trở của công ty du lịch chúng tôi. Vì hiện tại cái nhu cầu của khách đi lên miền núi cũng rất là cao. Tuy nhiên thì cái cơ sở vật chất và cái quý phòng và nhiều cái khác cũng chưa đáp ứng được cái số lượng khách đông của các doanh nghiệp. Thực tế, loại hình du lịch MICE là một trong những định hướng thị trường khách bốn mùa của Thanh Hóa. Bởi mỗi tổ chức doanh nghiệp lớn thường có 3 lần sử dụng dịch vụ MICE trong năm. Vì vậy, ngoài chiến lược đầu tư cho loại hình này của các doanh nghiệp, thì ngành du lịch cần có những chính sách và định hướng rõ ràng để triển khai các giải pháp đồng bộ, có sự phối hợp hiệu quả của các ngành, dịch vụ liên quan. Đặc biệt là cần quan tâm tới công tác xúc tiến ở thị trường trọng điểm và các đơn vị lữ hành lớn trong cả nước để khai thác tối đa tiềm năng và không bỏ lỡ cơ hội bứt phá cho loại hình du lịch MICE.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, tại Thanh Hóa, mặc dù chính quyền các cấp, đặc biệt là ngành văn hóa, rất quan tâm đến việc giữ gìn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, song đến nay, trên địa bàn tỉnh vẫn còn hàng trăm di tích đang xuống cấp trầm trọng. Đây là thực trạng rất đáng lo ngại, có thể dẫn đến những hệ lụy nghiêm trọng lâu dài. Toàn bộ kết cấu tường vòm nứt vỡ. Các pho tượng cổ hàng trăm năm tuổi bị mối làm hư hại. Những hạng mục bằng gỗ bong chóc, mục ruỗng. Tình trạng xuống cấp tại chùa Thạch Tuyền ở xã Nga Thạch, huyện Nga Sơn diễn ra nhiều năm qua và ngày càng trở nên trầm trọng. Một công trình có lịch sử gần một thiên niên kỷ được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, nhưng lại đang trong tình trạng có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Hiện nay, việc thực hành tín ngưỡng tại chùa bị hạn chế bởi có thể gây nguy hiểm cho tính mạng người dân. Các Phật tử đến đi lễ và khách thập phương đến đi lễ là rất là sợ. Bởi vì nếu mà mưa to là sập xuống, mà sập đổ xuống thì các Phật tử không an toàn. Và khách thập phương cũng không an toàn, nó ảnh hưởng rất lớn đến cái việc của nhân dân đi lễ, đi ngày rằm ngày mùng 1. Thầy và Phật tử mỗi một khi mưa gió đều phải căng bạt ở trong để ngồi. Đối với chùa Thạch Tuyền thì cứ rằm vào mùng 1 thì các cái bản hội đến lễ dâng hương. Thì riêng chúng tôi đã quán triệt cho thầy Thích Chất Ran là những ngày mưa gió, đặc biệt là những ngày mưa gió là thầy phải trực và không cho bà con vào trong thắp hương để đảm bảo an toàn cho bà con. Huyện Nga Sơn có 49 di tích lịch sử, văn hóa được xếp hạng, thì gần như toàn bộ đều đang trong quá trình xuống cấp. Có những công trình như Phủ Tiên, một di tích cấp tỉnh thuộc xã Nga Giáp, mức độ xuống cấp ở mức đặc biệt nghiêm trọng. Cột kèo mục nát, mái ngói bị xô lệch, tường nứt vỡ, toàn bộ mái nhà cung đệ nhị bị sập đổ. Chính quyền xã buộc phải đóng cửa công trình, chờ đợi tôn tạo lại mới cho phép người dân tiếp tục vào thực hành tín ngưỡng. Xã đã báo cáo với Ủy ban dân huyện và huyện cũng đã báo cáo với Ủy ban dân tỉnh, Sở Văn hóa. Thì ở đây về đảm bảo cho cái nhân dân cũng như là du khách thập phương thì Ủy ban dân xã thống nhất là đóng cửa cái di tích lịch sử để đảm bảo cho cái an toàn cho nhân dân cũng là du khách thập phương đến để thắp hương tại Phủ Tiên. Còn đây là đền thờ Hoàng Giáp Lê Bật Tứ, di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia tại địa chấn Nưa, huyện Triệu Sơn. Lần gần nhất đền được tôn tạo là năm 2007. Tuy nhiên đến nay các hạng mục của đền đều đã xuống cấp. Đặc biệt, khu vực đền trũng hơn so với nền nhà của các hộ dân xung quanh, khiến khuôn viên di tích trở thành rốn nước mỗi khi có mưa lớn. Mùa lũ, nước thì thường lên bậc là cao, năm cao nhất lên 1 mét ở thua với cái nền nhà thờ này, tức là ngập vào trong nhà thờ, mà thường thường là 50 phân. Thì chúng tôi thấy là về cái khu vực này, còn nhà thờ thì hiện nay là bên trong khu nhà thờ là xuống cấp rất nghiêm trọng, là gỗ thì bị mục, nát. Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, toàn tỉnh hiện có 856 di tích được xếp hạng, trong đó có tới hơn 300 di tích đã xuống cấp, cần được tu bổ. Nhiều di tích xuống cấp nghiêm trọng đến mức nếu không được tôn tạo kịp thời có nguy cơ trở thành phế tích trong tương lai gần. Di tích là vốn quý, nơi bảo lưu một phần lịch sử, văn hóa của đất nước, quê hương. Gìn giữ, phát huy giá trị của di tích không chỉ là nghĩa vụ mà còn thể hiện sự trân trọng đối với lịch sử, để các di tích phải cất tiếng kêu cứu, dẫu do nguyên nhân gì đến nữa, cũng là trách nhiệm của hậu thế hôm nay. Và nếu không có giải pháp kịp thời, thực trạng này có thể dẫn đến những hệ lụy không thể vãn hồi trong tương lai. Tổ chức giải thưởng World Golf Awards đã công bố Việt Nam là điểm đến golf hàng đầu châu Á năm 2023. Đây là lần thứ 7 liên tiếp Việt Nam được vinh danh tại giải thưởng này. Theo Trung tâm Thông tin Du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, để đạt được giải thưởng điểm đến golf hàng đầu châu Á năm 2023, Việt Nam đã vượt qua những ứng cử viên rất mạnh như Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Indonesia, Malaysia, Thái Lan. Cuộc bình chọn được thực hiện bởi các chuyên gia trong lĩnh vực golf, giới truyền thông và công chúng. Người chiến thắng là ứng cử viên giành được nhiều phiếu bầu nhất trong một hạng mục. Trong những năm gần đây, Việt Nam đã trở thành điểm đến golf mới nổi, đầy hấp dẫn dành cho du khách quốc tế trên toàn thế giới. Đặc biệt, Việt Nam đã được chọn làm địa điểm tổ chức nhiều giải đấu chuyên nghiệp quốc tế. Tổ chức xếp hạng Times Higher Education
đã công bố kết quả xếp hạng theo lĩnh vực World University Ranking by Subject 2024. Đây là bảng xếp hạng các trường đại học theo 11 nhóm lĩnh vực đào tạo. Đại học Quốc gia Hà Nội là cơ sở giáo dục đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam có tên trong bảng xếp hạng này. Cụ thể, ở kỳ xếp hạng 2024, Đại học Quốc gia Hà Nội lọt nhóm 401 đến 500 ở lĩnh vực giáo dục. Nếu tính hết 11 lĩnh vực đào tạo trong bảng xếp hạng, Đại học Quốc gia Hà Nội có 8 lĩnh vực được xếp hạng, tăng thêm 2 lĩnh vực so với kỳ xếp hạng của năm 2023. Ngoài giáo dục, các lĩnh vực còn lọt xếp hạng là khoa học xã hội, y tế lâm sàng và sức khỏe, kinh doanh và kinh tế, khoa học sự sống, khoa học máy tính, kỹ thuật và khoa học tự nhiên. Ở kỳ xếp hạng 2024, Time High Education đã sử dụng bộ tiêu chí mới bao gồm 18 tiêu chí đánh giá với trọng số được điều chỉnh để phù hợp với từng lĩnh vực riêng lẻ, tăng 5 tiêu chí so với các kỳ xếp hạng trước. Ở nhóm 5 tiêu chí giảng dạy, môi trường nghiên cứu, chất lượng, chuyển giao công nghệ, mức độ quốc tế hóa. Để phòng chống hình thức lừa đảo qua các cuộc gọi mạo danh, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo triển khai cấp tên định danh cho các số điện thoại là các số đường dây nóng của các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, cấp tên định danh cho các nhà mạng viễn thông di động, cố định như VNPT, Viettel, Mobile Phone, FPT. Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo tới các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp và người dân được biết, tất cả các số điện thoại gọi đến người dân của các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông là Văn phòng Bộ, Cục Báo chí, Cục An toàn Thông tin, Cục Viễn thông, Cục Tần số vô tuyến điện sẽ có hiển thị tên định danh BOTTTT. Các số điện thoại của doanh nghiệp viễn thông khi gọi đến khách hàng sử dụng dịch vụ cũng đều hiển thị tên định danh. Bộ Thông tin và Truyền thông lưu ý, các số điện thoại gọi đến người dân mà xưng danh là đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông nhưng không hiển thị tên định danh kèm theo đều là các số điện thoại giả mạo có dấu hiệu lừa đảo. Khi nhận được cuộc gọi từ các số điện thoại giả mạo, người dân cần phản ánh từ các đầu số của Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp nhận phản ánh về cuộc gọi rác, cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo là 156-5656 hoặc phản ánh tới doanh nghiệp viễn thông quản lý thuê bao của mình để yêu cầu xử lý. Hiện nay, trên quốc lộ 47, đoạn qua công ty trách nhiệm hữu hạn giày Adiana, xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, diễn ra tình trạng người dân lấn chiếm lề đường, bán hàng tự phát, vừa gây mất trật tự an toàn giao thông, vừa tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Cuối buổi chiều, trước giờ công nhân tan làm, nhiều người đã mang rau quả thực phẩm bày bán dọc tuyến đường trước cổng công ty trách nhiệm hữu hạn giày Adiana. Phần lớn người bán không sử dụng kệ trưng bày mà đổ hàng trên những bao bì mỏng bày trên nền đường. Nhiều người bày bán thực phẩm sống bên cạnh thực phẩm chín. Thực phẩm đã chế biến không được che đậy bảo quản, không có tem nhãn truy xuất nguồn gốc. Bên cạnh đó, còn có nhiều loại nước rẻ khát, các món ăn vặt không nhãn mác cũng được bày bán tại đây. Em bán hàng được 3 năm ở đây rồi. Chủ yếu là công nhân và khách đi đường á, khách bán là đi mua thôi. Nó cũng với lại dân xung quanh ở quanh khu vực đây, ngày nào cũng bán đây. Em mua thứ nhất là thức ăn hàng ngày và hoa quả, rau cỏ. Anh em công nhân đi về là sẵn ra ngoài cổng là sẵn đồ là mua thôi. Em thì em chỉ mua đồ tươi thôi, còn hàng chế biến sẵn này em ít khi em mua lắm. Được biết thời gian qua, xã Thọ Dân và các ngành chức năng huyện Triệu Sơn đã nhiều lần ra quân giải tỏa hành lang an toàn đường bộ, tuyên truyền để người dân không lấn chiếm lòng đường bán hàng tự phát. Tuy nhiên đến nay, tình trạng này vẫn diễn ra, không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe người lao động mà còn gây mất trật tự giao thông, vệ sinh môi trường. Lại một vụ vỡ hụi mới xảy ra tại phường Quảng Vinh, thành phố Sầm Sơn, khiến gần 100 hộ dân đứng ngồi không yên. Mặc dù các cơ quan chức năng đã cảnh báo rất nhiều về những rủi ro khi tham gia các hình thức góp hụi, họ, biêu, phường. Tuy nhiên, vì sức hấp dẫn từ lãi suất cao khiến nhiều người dân mất cảnh giác. Đến khi chủ hụi tuyên bố vỡ nợ, thậm chí là trốn khỏi địa phương, người dân mới tìm đến các cơ quan nhà nước đề nghị can thiệp. Ngày 15 tháng 10, Công an thành phố Sầm Sơn nhận được tin báo tố giác của một số người dân về việc hơn 2 năm qua, gia đình bà Trương Thị Dung, chồng là Vũ Tiến Tại ở phường Quảng Vinh, thành phố Sầm Sơn, đã kêu gọi khoảng 100 người trên địa bàn phường và một số phường xã lân cận góp hụi. Thời gian gần đây, nhiều người góp hụi đến hạn lấy tiền nhưng bà Dung liên tục khất. Đến đầu tháng 10, bà Dung tuyên bố vỡ hụi, không còn khả năng trả tiền cho những người góp hụi. Qua xác minh ban đầu, Công an thành phố Sầm Sơn xác nhận sự việc nhiều người dân góp phường hụi cho chủ hụi ở phường Quảng Vinh là có thật. Vợ chồng chủ hụi làm nghề buôn bán tự do. Hiện tại, số người đến khai báo tham gia góp hụi với bà Dung lên tới gần 100 người, tổng số tiền góp hụi cho chủ hụi khoảng 20 tỷ đồng. Điều đáng nói là cả chủ hụi và người góp hụi đều chưa chấp hành đúng các quy định tại Nghị định số 19 năm 2019 của Chính phủ về hụi, họ, biêu, phường.
Sau khi nhận được cái tin báo tố giác của quần chúng nhân dân ở địa bàn phường Quảng Vinh và cũng như một số cái địa bàn khác xung quanh phường, thì cơ quan điều tra công an thành phố Sầm Sơn đã phân công cán bộ xác minh cái ban đầu. Tiếp theo thì cơ quan điều tra đang xác minh những các cái nội dung chi tiết theo cái quy định của pháp luật để xem là có dấu hiệu của vi phạm ở tội gì hay không, hay là ở mức độ xử lý ở mức độ luật hành chính hay luật hình sự. Người dân cho biết do tin tưởng và người cùng địa phương nên nhiều người đã góp hụi cho vợ chồng bà Dung. Việc tham gia hụi bao nhiêu người, ai là người lấy được hụi trước, bà Dung không công khai. Chủ hụi chỉ thông báo riêng cho cá nhân khi đến kỳ được lấy hụi. Lãi suất của từng người cũng không giống nhau, chủ hụi tự thỏa thuận theo mối quan hệ cá nhân riêng. Nhưng nhìn chung, mức lãi suất cao từ 3 đến 5 lần so với mức lãi suất huy động tiền gửi ngân hàng. Người góp ít thì vài chục triệu, người góp nhiều lên đến vài tỷ đồng. Tôi đã tham gia góp phường với nhà bà Dung tại cái lâu nhất là 20 tháng, và cái ngắn nhất là 2 tháng. Tính đến thời điểm mà sự việc xảy ra thì tôi đã trình báo với cơ quan chức năng. Đấy, về mong muốn thì theo cá nhân tôi thì cái việc đầu tiên là mong muốn các cơ quan chức năng có trách nhiệm để giúp đỡ với người dân. Việc đầu tiên là ngăn chặn hành vi dấu hiệu vi phạm pháp luật. Đấy, để những cái sự việc nó không phải là hệ lụy quá lớn cho xã hội. Tôi và cũng như là mọi người dân khác, nói chung là người ta thì làm tích góp thôi, cũng được ít đồng cũng tích góp lại gửi chị đấy đóng phường. Rồi đến nay thì chị đó nói là vỡ nợ thì mọi người dân cũng bức xúc lắm. Nên là mong muốn là cơ quan chức năng vào việc làm để cho mọi người yên ổn để làm ăn. Hiện nay, cơ quan công an thành phố Sầm Sơn đang phối hợp với chính quyền địa phương tích cực tuyên truyền nhằm ổn định tâm lý người dân, tránh việc tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự, phối hợp với cơ quan điều tra để sớm làm rõ và xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật. Vụ việc trên một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh người dân khi tham gia các hình thức hụi, họ, biêu phường. Nếu tham gia, cả chủ hụi và người góp hụi đều phải tuân thủ đúng quy định của nhà nước, tránh những rủi ro đáng tiếc xảy ra. Cuối tháng 9 năm 2023, chúng tôi đã có phản ánh về việc cơ sở mầm non tư thục ABCS Kids có địa chỉ tại thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, vướng phải hàng loạt vi phạm nghiêm trọng. Thế nhưng hiện nay, cơ sở mầm non này vẫn đang hoạt động bình thường. Theo biên bản kiểm tra công tác quản lý và tổ chức hoạt động ngày 18 tháng 9 năm 2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Xương, cơ sở mầm non ABCS Kids, địa chỉ tại thị trấn Tân Phong có 107 trẻ với 6 lớp, vượt quá quy định cho phép là 69 trẻ. Ngoài ra, nhà vệ sinh của trẻ không đảm bảo, hợp đồng thực phẩm bán trú chưa đủ hồ sơ pháp lý như giấy phép kinh doanh, giấy xác nhận nguồn gốc xuất xứ của cơ sở cung cấp thực phẩm. Đặc biệt, cơ sở này còn vi phạm nhiều lỗi về phòng cháy chữa cháy, thiếu hệ thống vòi nước chữa cháy, một số bình chữa cháy không đảm bảo quy chuẩn, hệ thống dây điện không được lắp đặt đúng cách, chưa có lối thoát hiểm đúng quy định. Với hàng loạt vi phạm này, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Xương yêu cầu cơ sở phải ngay lập tức khắc phục vi phạm về số lượng học sinh, hoàn thiện khắc phục vi phạm phòng cháy chữa cháy trước ngày 5 tháng 10 năm 2023 và tiếp tục bổ sung các hồ sơ khác theo quy định. Nếu không khắc phục, sẽ đề xuất tạm dừng hoạt động. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, dù các vi phạm vẫn chưa được khắc phục, nhưng cơ sở mầm non ABCS Kids vẫn hoạt động bình thường. Sự việc trên cho thấy việc buông lỏng thiếu kiên quyết của chính quyền địa phương cũng như các cơ quan chức năng có liên quan đã tạo điều kiện cho cơ sở mầm non ABCS Kids tiếp tục hoạt động khi chưa đủ điều kiện an toàn theo quy định. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới việc đảm bảo an toàn và chất lượng giáo dục cho những trẻ đang học tại cơ sở này. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công an vừa đề nghị Bộ Giao thông Vận tải khắc phục ngay những bất hợp lý về việc xây dựng và tổ chức giao thông trên các tuyến cao tốc. Hiện nay, tuyến cao tốc Cao Bồ Mai Sơn, Mai Sơn Quốc lộ 45, Vĩnh Hảo, Phan Thiết, Nha Trang, Cam Lâm, Trung Lương, Mỹ Thuận có 4 làn đường xe chạy, có giải phân cách giữa nhưng không có làn xe dừng khẩn cấp trên tuyến. 4 đến 5 km mới có một điểm dừng xe khẩn cấp. Bộ Công an đề nghị Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các đơn vị liên quan khắc phục các bất cập về tổ chức giao thông, có lộ trình cụ thể nâng cấp, cải tạo các tuyến cao tốc chưa đạt tiêu chuẩn an toàn, triển khai xây dựng trung tâm quản lý, điều hành các tuyến đang khai thác. Tuyến quốc lộ 1A qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa có nhiều đoạn hằn lún vệt bánh xe, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Mới đây, Bộ Giao thông Vận tải đã phê duyệt dự án sửa chữa hư hỏng nền mặt đường và hệ thống an toàn giao thông tại đây.
ghi nhận của phóng viên chuyên mục An toàn giao thông 24 giờ. Do nắng nóng kéo dài, cộng với mật độ xe tải trọng lớn khiến mặt đường bê tông nhựa nhiều nơi trên quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa bị biến dạng, hằn lún vệt bánh xe. Các phương tiện tham gia giao thông gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao. Đơn cử như các đoạn km 309 500, km 337 800, km 366 200 và km 309 850. Đến km 315 966, nhiều vị trí bị hư hỏng, hằn lún vệt bánh xe, độ sâu từ 4 đến 7cm. Khu quản lý đường bộ 2 đã lập kế hoạch sửa chữa, trình Cục Đường bộ Việt Nam phê duyệt và giao cho các ban quản lý dự án 3 và ban quản lý dự án 4, Bộ Giao thông Vận tải là chủ đầu tư thực hiện dự án cải tạo, sửa chữa nền mặt đường hư hỏng và hệ thống an toàn giao thông trên tuyến. Thời gian sửa chữa từ 31 tháng 8 năm 2023 đến 21 tháng 2 năm 2024 với tổng kinh phí gần 55 tỷ đồng. Những ngày này, các nhà thầu đã huy động máy móc thiết bị cào tạo phẳng ở những điểm hằn lún nhẹ. Những đoạn trồi lún nặng, nhà đầu tư và tư vấn giám sát yêu cầu các nhà thầu phải cào bóc và thảm lại bằng bê tông nhựa. Trên tất cả các mũi thi công là nhà thầu cũng đã rất cố gắng và tập trung đủ nhân lực ở các mũi thi công để mà làm những cái việc phục vụ cho cái đảm bảo chất lượng và an toàn giao thông. Ghi nhận đến thời điểm hiện tại, một số đoạn trên tuyến từ km 309 đến 850 đến km 315 cộng 966 quốc lộ 1 đã xử lý xong nền mặt đường. Các đoạn còn lại, các nhà thầu đang khẩn trương thi công, đảm bảo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, có chế độ bảo hành, tránh tái diễn hiện tượng hằn lún sau khi sửa chữa. Trong quá trình thi công thì nhà thầu cũng đã bố trí đầy đủ các cái hệ thống an toàn giao thông rồi biển báo để đảm bảo thi công an toàn. Và chúng tôi đã thi công đảm bảo chất lượng đúng cái kỹ thuật, mỹ thuật và của cái dự án đề ra. Về phần rãnh thì hiện tại công ty Việt Đức đang thi công được 20% khối lượng. Và phần thứ hai là phần cao bóc xử lý nền đường thì công ty cũng đã xử lý và cao bóc là được 50% khối lượng. Sau khi hoàn thành hạng mục sửa chữa các vết hằn lún nền mặt đường, chủ đầu tư sẽ chỉ đạo các nhà thầu bổ sung hệ thống an toàn giao thông trên tuyến như sơn lại vạch kẻ đường, xung phản quang, cột cần vương. Bên cạnh đó, bổ sung hệ thống cống rãnh dọc thoát nước hai bên đường km 286 904 đến km 311 370, đoạn qua thị xã Bỉm Sơn. Đồng thời, bổ sung mới và thay thế các biển báo bị hư hỏng theo quy chuẩn, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên tuyến quốc lộ 1A, đảm bảo an toàn. Chương trình Thanh Hóa ngày mới xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.